300 năm sau khi cuộc chiến giữa thiên thần và Atola kết thúc, nhờ vào công lao đánh bại cùng Vương La Hầu, giải nguy cho thiên giới, Như Lai giờ đây được xem như anh hùng của toàn bộ thiên giới, một thiên thần ưu tú nhất thiên cung, tượng trưng thiên giới và Atola đã trở nên yên bình hơn. Vậy mà Như Lai vẫn phải đối mặt với kẻ cực kỳ mạnh, đứng đầu toàn bộ thiên giới, lại có ý định cướp lấy kỳ kinh chính là Đế Thích Thiên. Để mà nói ra thì méo còn cách nào để AD hết bất ngờ hơn nữa cả. Một kẻ được cho là tối cao của thiên giới lại chính là kẻ khơi dậy cho ám hồn, khơi dậy cho chiến tranh. 300 năm trước, Đế Thích Thiên đã dẫn đại quân thiên giới tổng tiến công Atola và hoàn toàn thất bại ở đây. 300 năm sau, ông éo thèm chuộc lỗi nữa mà quyết định phạm tội lớn hơn. Hôm nay hãy cùng LTC tóm tắt nội dung về cuộc chiến 300 năm trước Như Lai chiến với Cuồng Vương, hay còn được gọi là ngoại chuyện Atola anh em nhé. Câu chuyện bắt đầu từ 300 năm trước, khi mà Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo ra thiên giới, cô cũng đã sáng tạo ra thiên thần, trong đó có một chủng tộc thiên thần hiện diện cho sự chiến tranh, từ chối tuân thủ giới luật, bất chấp giải quyết bằng xung đột, chúng được gọi là thần dị loại. Vì lẽ đó đã xảy ra nội chiến giữa hai chủng tộc thiên thần. Sau cuộc chiến đó, thần dị loại đã thất bại, bị thiên thần đuổi khỏi thiên giới, dị loại rơi xuống phàm gian tiếp tục sinh tồn. Thần dị loại lòng luôn bất bình, ngọn lửa chiến đấu luôn chảy ở trong máu, chúng tự gọi mình là Atola thần phản nghịch. Khi mà xuống phàm gian, thần phản nghịch có tổng cộng 99 thần, sau này trở thành quỷ, được gọi là cửu thập cửu quỷ trong truyền thuyết. Hữu Ngư là một người ở trong tộc Atola, cơ thể yếu nhược, mắc rất nhiều bệnh trong người. Hữu Ngư hay còn được mọi người gọi là chiến sĩ Atola yếu kém nhất. Bạn thân của Hữu Ngư chính là Thời Vũ, một thiên tài trong tộc Atola. Thời Vũ luôn luôn bảo vệ Hữu Ngư ở trong các trận xung đột với tộc. Sau một lần rời bộ tộc ra ngoài kiếm nguyên liệu để chế luyện vũ khí, Thời Vũ và Hữu Ngư may mắn sống sót trong một cuộc tàn sát. Kẻ tấn công bộ lạc chính là Atola khác biệt, hắn chính là một trong 99 quỷ Atola thời thượng cổ. Thời Vũ vì căm tức đã lao vào quyết chiến, thế nhưng tất nhiên không phải đối thủ của tên Atola khác biệt này. Hắn đánh bại Thời Vũ, trực tiếp bắt Hữu Ngư trở về con tàu đắm, nơi mà 99 quỷ tọa trấn. Ở đây, Hữu Ngư đã được tên Atola này rèn luyện, cơ thể chết đi sống lại hàng ngàn lần. Sau một thời gian ở trong con tàu đắm luyện tập, Hữu Ngư đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể đối chọi với 99 quỷ ở trong con tàu đắm. Lúc này ở trên thiên cung cũng xuất hiện hai thiên tài, họ được mệnh danh là hộ pháp của thiên giới, Sát Tâm và Như Lai. Vài chục năm trước, hai người này được chuyển sinh cùng lên thiên giới. Nhờ trí tuệ và sức mạnh, cả hai vượt qua Tứ Thiên Vương đứng đầu thiên giới, chỉ sau một mình Đế Thích Thiên. Lúc này thiên giới xảy ra một cuộc họp, Đế Thích Thiên tuyên bố rằng Atola không giây phút nào chịu ngồi yên, liên tục gây chiến tranh, ông tuyên bố sẽ chính mình xuất thiên binh thần tướng dẹp loạn Atola. Về phía Hữu Ngư, sau khi vượt qua được 99 quỷ, nó tiến về lễ thành nhân của Atola chiến sĩ. Một mình Hữu Ngư đã đánh bại toàn bộ các chiến sĩ Atola trẻ tuổi trong vòng 10 ngày 10 đêm. Hữu Ngư lấy danh hiệu là Cuồng, trực tiếp tiến tới nơi tọa trấn của một vị vương có tên là Khổ Vương Ba Chỉ, vượt qua thử thách của Khổ Vương và hai vị vương còn lại của Atola, thành lập một vương quốc dành riêng cho mình, lấy danh hiệu là Cuồng Vương La Hầu. Khi mà Cuồng Vương mới thành lập đế quốc cho riêng mình, đó cũng là lúc thiên binh thần tướng tổng tiến công Atola quốc, và điểm đến của thiên cung lại chính là Phế Đô, nơi mà Cuồng Vương La Hầu tọa trấn. Ba vương khác của Atola khi mà nghe tin cũng lập tức tiến tới chiến trường. Thiên giới nào đâu biết rằng, sự kiện này sẽ mãi mãi lưu vào sử sách về nỗi nhục nhất của thiên giới. Cuồng Vương La Hầu đã dẫm lên xác của thiên thần, thành lập vùng đất mới ở đây. Cuồng Vương đúng như cái tên, điên cuồng chém giết thiên thần, hắn đi tới đâu máu tươi nhuộm đỏ tới đó. Vì lẽ đó, một vị hộ pháp của thiên giới Như Lai đã xuất hiện, cản bước tiến của Cuồng Vương. Trận chạm trán đầu tiên này là rất tình cờ, đao của Cuồng Vương đã có thể chém vỡ được bất diệt kim thân trên người của Như Lai, và Như Lai cũng có thể đấm gãy một cánh tay của Atola. Trận chạm trán đầu tiên, Như Lai trọng thương nghiêm trọng, ngất đi và được Long Vương núi Thiên Vũ Sơn giải cứu. Cuồng Vương La Hầu cũng không ngoại lệ, cơ thể nhuốm máu, trọng thương nghiêm trọng, nhờ có đấu hồn trong người, Cuồng Vương cũng có thể đứng dậy nhưng sẽ phải dừng chiến một thời gian. Lúc này thiên giới cũng đã xuất ra 12 vị thiên tướng tổng tiến công Atola quốc. Cuồng Vương sau khi trị thương xong, hắn tiếp tục lao vào cuộc chiến. Lần này đối thủ của Cuồng Vương chính là 3 trong 4 vị Tứ Thiên Vương của thiên giới, kèm theo đó là một kẻ đứng đầu thiên giới, Đế Thích Thiên. Không chỉ vậy, Cuồng Vương còn phải chiến với tên Dạ Xoa Vương Xích Quỷ. Xích Quỷ vì muốn có một chỗ đứng ở trên thiên giới, đã lựa chọn theo phe của thiên thần tấn công La Hầu, nhưng nó đã chọn sai phe và sau đó hoàn toàn bị Cuồng Vương sát hại. Cuồng Vương đã đánh bại 3 vị thiên vương của thiên giới, đồng thời trực tiếp đánh trọng thương Đế Thích Thiên. Cuồng vẫn điên loạn lao vào cuộc chiến, hắn đốt lên vô ngã chi cảnh, những vết thương được tạo ra từ cuộc chiến hoàn toàn bình phục. Hắn chém gãy thanh kiếm của Đế Thích Thiên, lập tức vung đao chém về phía lão già đứng đầu thiên giới. Thế nhưng lúc này, Chi Quốc Thiên Vương đã kịp thời đỡ cho Đế Thích Thiên một đòn chí mạng, đưa Đế Thích Thiên rời khỏi chiến trường. Sau một khoảng thời gian,
hai vị thiên vương ở lại cầm chân La Hầu đã hoàn toàn đại bại. Cuồng Vương tiếp tục tiến lên phía trước với mục đích săn bằng thiên giới. Cuồng Vương đi tới đâu máu tươi chảy tới đó, cả cây cầu của thiên giới đã nhuộm máu của các tướng sĩ thiên giới. Ông giết chết rất nhiều kẻ được gọi là thiên tướng. Nếu vô ngã chi cảnh của Cuồng Vương không được giải trừ, sẽ liên tục tìm chiến đấu. Khi mà không còn đối thủ trước mặt, đấu hồn mới từ từ tan biến, vương mới hồi phục lại trí nhớ. Khi mà vị thiên tướng còn lại dưới chiến trường lao vào quyết chiến, thì cũng là lúc Như Lai Tôn giả xuất hiện, cản bước tiến của Cuồng Vương La Hầu. Và đây cũng là một trận quyết tử chiến làm nên tên tuổi cho Như Lai Tôn giả. Cuộc chiến khủng khiếp nhất đã xảy ra, đây cũng là trận chiến duy nhất Như Lai phải xuất toàn lực, La Hầu có thể nói là mạnh chưa từng thấy, điều này cũng giúp Như Lai tìm ra được cực hạn của mình. Về phía Đế Thích Thiên, sau khi về tới thiên giới, lão ta cực kỳ tức giận và cũng cảm thấy nhục nhã, đường đường là một người đứng đầu thiên giới, lại bị La Hầu đánh cho bỏ chiến trường và rút về thiên cung. Thần tướng Kim Cang, Thái Hư và vài vị thiên tướng đều trận vong, các bộ chúng khác đều bị diệt, thần tướng trọng thương đang được trị liệu nhiều vô kể, còn vài đội quân đang giao chiến với Cuồng Vương, càng chiến càng lui, các đội khác cũng phải kéo nhau về thiên giới, thiên quân tử vong ít nhất cũng vài ngàn, người trọng thương hơn cả vạn, trong số đó có cả Chỉ Quốc Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương. Về phía Tam Nhãn đã đánh trọng thương Trảm Vương Khư La Kiên Đá và cản Atula chúng truy đuổi, cứu được hai vị thần tướng khác. Tam Nhãn không phải không bị thương, thế nhưng cũng phải lập tức trở lại chiến trường. Lúc này Đế Thích Thiên cũng phát hiện ra một điều, Tam Nhãn thần tướng không phải kẻ tầm thường, ông ta hối hận vì ban đầu không trọng dụng. Thiên quân ở các chiến tuyến khác cũng đã rút lui, do Bắc Phương tướng quân Tỷ Sa Môn Thiên điều động, trở thành phòng tuyến của thiên cung. Tiếng chuông cảnh báo tối cao đã vang lên, thiên cung tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Quay lại với cuộc chiến giữa Như Lai và Cuồng Vương, Như Lai đã phải sử dụng tới kim thân cuồng nộ quyết chiến với La Hầu. Có thể thấy rằng, đao của Cuồng Vương không thể chém phá được kim thân cuồng nộ của Như Lai. Sau một thời gian quyết chiến, Như Lai với mục đích dập tắt đấu hồn thiêu đốt của La Hầu, thế nhưng vào vô ngã chi cảnh, La Hầu dường như được hồi phục rất nhanh, vùng Atula ma đao tấn công, lúc này có thể trực tiếp phá được kim thân cuồng nộ, thế nhưng cái giá phải trả là bị Như Lai vung cho một quyền đau đớn. Vì cuộc chiến đến hồi căng thẳng, Như Lai đã xuất ra Duy Ngã Độc Tôn Vô Thượng Pháp Ấn, đây chính là tuyệt kỹ kết hợp giữa bất diệt kim thân và nộ quyền, trực tiếp đối chọi với thế tiến công như hổ của La Hầu. Vụ va chạm này có thể nói là kinh thiên tam giới nổ vang cầm trời, ngay cả ở thiên giới, các thiên thần cũng cảm nhận được sóng xung kích từ cú va chạm này. Sau khi vụ va chạm nổ ra, Như Lai mặc dù có một chút thở gấp, thế nhưng La Hầu thì lại hoàn toàn đứt lìa hai cánh tay. Nhờ có vô ngã chi cảnh, hai cánh tay bị đứt gãy của La Hầu đã lập tức mọc lại. Như Lai có thể nói đã làm cho La Hầu cảm nhận được cái chết trong tích tắc, huyết dịch cả người La Hầu đang bốc cháy. Như Lai lúc này cũng hiểu ra, bản chất của La Hầu chính là một ngọn lửa giữa không cách nào dập tắt được. Vì thế khi mà La Hầu tấn công, thế lửa kịch liệt, làm La Hầu trở nên hung cuồng. Vì thế Như Lai đã nghĩ sang một phương pháp khác, đó chính là Thụy Ý Thiền. Ngay khi tiến vào Thụy Ý Thiền, các đòn công của La Hầu, Như Lai dường như né tránh một cách dễ dàng. Điều này đã khiến cho La Hầu điên máu, hắn ta mất kiểm soát, vừa tấn công Như Lai vừa chửi bới. Thụy Ý Thiền của Như Lai sẽ giúp ông tiến vào trạng thái vô thức, tránh được đòn công của đối thủ, không cần nhìn hay nghe, chỉ là phản ứng theo cơ thể, nhanh hơn bình thường rất nhiều, và nó không phải là kỹ năng thế thủ hoàn toàn, khi mà trong Thụy Ý Thiền có thể thần trí vật ngoại đi vào sâu thẳm tâm linh của La Hầu. Như Lai đã tiến vào ký ức của La Hầu, gặp được người bạn thân nhất của ông chính là Thời Vũ, biết được câu chuyện quá khứ, La Hầu đã bị kẻ khác coi thường như thế nào, người bạn thân nhất bị giết ra sao. Trong tâm trí, Như Lai cũng gặp được La Hầu, cả hai tâm sự với nhau, và Như Lai đã hoàn toàn thấu hiểu Cuồng Vương, vì sao hắn lại điên cuồng chiến đấu như vậy. Ngọn lửa trong người La Hầu đã tiêu hao quá dài, nếu duy trì thêm một chút nữa, La Hầu sẽ thiêu đốt sạch nguyên khí mà chết. Vô ngã chi cảnh là con dao hai lưỡi, trận chiến này dù Như Lai thắng hay thua, La Hầu cũng chỉ có con đường chết. Ở trong mộng ảo, Như Lai đã thành công chiến thắng La Hầu, thế giới của La Hầu đang dần sụp đổ. Ở trong vô ngã, La Hầu sắp không giữ được bản ngã, còn lại là một con quái vật chém giết không ngừng nghỉ. Vì lẽ đó, La Hầu đã đưa ra lựa chọn của mình, dập tắt vô ngã chi cảnh kiểm soát cơ thể. Nhưng ngay khi vô ngã chi cảnh được dừng lại, cơ thể của hắn đã không nghe theo điều khiển lập tức ngã khuỵu. Và lần này, La Hầu đã tin Như Lai, đây có thể nói là lần đầu tiên thiên thần và Atula giao dịch. Sau khi La Hầu thất bại, đã không có sức chống lại Như Lai, đáng nhẽ ra bao nhiêu thiên thần chết trong tay La Hầu, Đế Thích Thiên lại xem La Hầu là cái gai trong mắt. Với thân phận Như Lai mà nói, đúng là phải ra tay giết chết La Hầu tại đây, tuy nhiên ông đã lựa chọn theo suy nghĩ của mình để cho La Hầu cơ hội sống sót. Sau trận chiến, Như Lai tiến về thiên cung, bẩm báo với Đế Thích Thiên rằng mình đã chiến thắng Atula Vương, thế nhưng Cuồng Vương vẫn chưa chết, ông đã để hắn bị thương chạy thoát. Còn La Hầu, sau khi cơ thể không có sức phản kháng, Khổ Vương Bà Chí đã tìm được La Hầu ở trong đống đổ nát hoang tàn.
Có thể nói rằng, Đế Thích Thiên dẫn chủ lực tới tấn công, La Hầu một mình đuổi hết chúng đi. Uy mãnh làm ai cũng động lòng, Thiên Quân đã lùi binh, nhưng đó chỉ là tạm thời.